Xin chào tất cả mọi người. Thì trong canh tác nông nghiệp nói chung và trồng lúa nói riêng á, thì bà con ta ai làm cũng muốn được trúng mùa. Thì để chúng ta có một cái mùa vụ thắng lợi á, thì cái giai đoạn đầu vụ thì chúng ta cần chuẩn bị rất là kỹ một số vấn đề, ví dụ như là chọn giống nè, làm đất nè. Rồi ngoài ra thì cái vấn đề mà hệ thống tưới tiêu của bà con thì cái đó cũng rất là quan trọng, vì nó giúp chúng ta quản lý được cái lượng nước trên đồng ruộng chúng ta để chúng ta quản lý các loại dịch hại, ví dụ như là ốc, cỏ. Do đó thì Sang thấy nó rất là quan trọng, mà hình như bà con chúng ta cũng, một số bà con cũng chưa có quan tâm nhiều và chuẩn bị chưa có tốt cái vấn đề này. Thì chúng ta lưu ý để chúng ta chủ động được cái lượng nước trên đồng ruộng chúng ta, để chúng ta giúp cho cây lúa chúng ta phát triển được tốt nhất và chúng ta quản lý được các loại dịch hại ở các giai đoạn về sau được tốt nhất. Từ đó thì nó tạo tiền đề cho cái lúa chúng ta cho năng suất cao ở cuối vụ. Thì chúc bà con vụ mới thành công.